Dì khoai xì sang lại nè. Bữa nay cái kiểu như là cái dòng sông á, xét bên hông nhà em á thì bây giờ vẫn còn đông đá như vậy. Đá thì rất là cứng luôn, cứng lắm nha bà cô vô. Đó vậy lắm, khu rõ luôn rồi ha. Đá dớt lên ở dưới sông nè. Đóng đóng luôn, thấy giờ ông chú cũng đục á, nhiều lớp lắm, nhiều nhiều đá lắm. Lần đầu tiên em coi bắt cá ở Đông Bắc nha. Đá bữa nay đông thì cũng tầm khoảng một gang tay. Ta su răng sư ba ba thôi mà. Ta su răng sư ba ba. Chú này là biết ba chồng em á, cho nên là biết A Sải là về Việt Nam luôn. Hỏi ủa sao đang ở Việt Nam mà giờ ở đây. Cô rồi. Chứ xấu cạn. Đấy. Cái gì? 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 À, hài lũng. Cái cây này để chọc binh nè. Chọc đá. Trời, cây sắt rất là nặng, mũi nhọn. Chồng xỉu xín hóa à. Ở khang này chồng bay xoay là cảnh chết. Cái hồi nãy là nó bị rớt cái lưới xuống dưới nên là ông chú phải lấy cái cây để múc lên. Còn bây giờ thì nó nằm sẵn ở trên đó, nên là chỉ cần kéo lưới thôi là được. Cũng không biết là có cá không, cũng mong cho ông kéo được cá. Chứ trời lạnh quá trời lạnh mà ông đi ra ông kéo nãy giờ dỡ lên hai lưới không có cá. Ông chú nói là mấy bữa trước là bắt được một mấy con cá cũng lớn lắm, nhưng mà hôm nay thì không có có. Mà em nghĩ nước mà lạnh mà tay mình còn đóng băng lại mình chịu không nổi thì cá nào mà muốn lên trên. Nên là cá nó sẽ lặn ở dưới thấp ở dưới đáy. Nó ít bơi thì sẽ ít dính lưới hơn. Đi rồi bây giờ. Cái này cũng không có cá luôn. Cái tổ ảo, tổ ảo ra nè. Mấy rồi, cái rảo chứ. Ở Việt Nam mình thì mua đá uống, còn những vùng lạnh như vậy thì đục đá lên bỏ lên trên vậy nè. Ở đây thì phải uống nước nóng chứ không ai uống được đá đâu.
bên dưới cái nước đóng băng á. Đó. Hỏa còn đó sẵn chưa chuẩn pin nè chồng. Mình thấy bắt cá ở ngay băng tuyết như vậy thì mình thấy lạ và thích thú. Chứ thật sự là mùa đông mà bắt được con cá thấy rất là cực luôn. Tại vì phải bỏ pháo đốt cho nó nổ ở trên trước nè. Xong rồi đục cái mặt băng bằng cái cây sắt à xã đang cầm. Hôm nay ông chú thả là cũng phải là 6-7 cái lưới. Nhưng mà nãy giờ dỡ lên nó cũng 3-4 cái rồi mà không có con cá nào hết trơn á. Bên đây là đục băng đục đá lên á để mà bắt cá là phải dùng cái cây sắt nặng như vậy nè. Đục từng miếng như vậy. Đục cho được cái lỗ xong rồi mới bắt đầu nhấc lưới xuống bắt. Nãy giờ gỡ 3 lưới rồi mà chưa có con cá nào hết trơn á. Giờ cái lưới thứ 4 nè bà cô chú. Mà thấy quả vậy. Cái này là gì không hiểu chứ mà. Khứ lì đờ dí dò đu dị đờ. Thế nên他爸也老去抓鱼。我爸爸也爱去抓鱼。人家抓鱼钓鱼。钓鱼不行，得下笼。我爸也是下网的。下地笼的。嗯。他那边没有，他那边有地笼。下地笼会。他那边没有。我来捉你。Thời tiết lúc này còn đóng băng như vậy là cũng còn rất là lạnh nha ông bà cô chú. Nhưng mà em phải công nhận là phải thật là kiên nhẫn với là chiều lành giỏi á mới bắt được cá vào mùa đông như vậy. Em thấy ông chú kéo mà hai tay đỏ hết trơn á. Nhưng mà em hỏi chú là có lạnh không mà ông chú kêu là không có lạnh. Cái mặt băng ở bên dưới đóng á nhiều khi nó cũng không có bằng phẳng. Cho nên là lưới mình thả xuống thì nó cũng bị mắc lại ở đó. Và nhiều khi là rách lưới cũng có luôn. Cái này chắc phải mất lưới luôn rồi cả nhà. Như cái này xô đuôi điện sáng hả? À? Ừ. Này xô gì cơ thấy xào lờ. Này đuôi điện xô. Này gì cơ. Được một con rồi nè. Trời ơi. Nãy giờ mình lên đất cũng bự chứ. Đây có một con cá nữa. Nãy nhìn không thấy. Hai con. Ông chú bắt hồi sáng giờ luôn được 2 con cá à. Giờ tụi em đi về. Ní gì xẻo xín điện ta xô. Ông chú đi lên. Ôi. Ừ. Nó có lau quạng cơ mà. Gì cái nị đây Huy. Phải chưa ạ? Hào lên. Bye bye ta xuống. Quá chậu lên. Thôi cho sang bên nè. Giờ tụi em đi về. Cho nên là mùa đông á, kiểu như là mình đục lỗ mà thả lưới xuống nhưng mà cũng chưa chắc là có cá nữa. Bắt cá cũng thiệt là khó. Cây cối thì vẫn cứ khô rang gì này nè. Thank you.
Vì tôi sân thí hậu. Ni hao. Anh hàng xóm, con của gì hàng xóm ở đây, anh ở nhà. Ủa máy điện chi đang? Máy điện chi đang nè. Hả đó. Anh hàng xóm, anh này bằng tuổi hay sao ấy? Ủa máy chi đang à? Nhi chai sao hủ à? À, chi bố à? Gì đang đốt lửa nè cả nhà. Nấu gà. Cái này là thân bắp ở nhà tự trồng á, xong rồi giữ lại bây giờ thì đốt. Với lại là lò, cái lò này á, có thể sưởi ấm vô trong nhà nữa nha cả nhà. Mẹ em mua trứng gà. Căng chén à? Ừ, sang sữa. Trứng gà này là ở nhà tự nuôi nội gà đẻ ra, cho nên là dì bán là một tệ một cái trứng là 3.500 tiền Việt mình một cái trứng. Còn trứng mình mua ở siêu thị thì nó rẻ hơn, nhưng mà trứng gà tự đẻ thì nó tốt hơn. Chứ cảnh giới như sang, chứ sang tùy sang gia đang nữa. Dì nói ở nhà có một con gà đẻ ra trứng màu trắng vậy nè. Chân ta. Đây đây, chân ta. Chứ chị dặn chi cho chị, cho chị mai rồi ha, thính hậu. Mày thấu nên gì? Thấu nên đông xa đồ, thấu nên đông xa 200 đô. Nà ra nhìn nhìn. Chứ 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 Hàng xóm nhà em thì hai người đều là tầm khoảng 60 mấy tuổi, mà ba mẹ chồng em là 70 mấy tuổi. Nhìn ba mẹ chồng em cũng vẫn còn trẻ đúng không cả nhà, sức khỏe vẫn còn tốt quá trời ha. Bữa nay trứng gà tự đẻ mà bự quá trời bự luôn. Vì hàng xóm em nuôi gà ở trong chỗ này nè, với lại là bên đây. Thì năm nay em cũng xem thử em có nuôi được hay không, em cũng nuôi gà nha. Ta ứa sa đan à. Hảo. Hai mấy sư cô nó cơ. Hảo sư hả? Ni thôi mà. Ni máy à? Mày chồng em mua cho em hai cái trứng của con gì, con ứa là con ngỗng hay sao á. Mày hỏi em ăn chưa, em kêu chưa ăn. Mày kêu để mày mua cho em ăn thử. Mày lấy tiền là mày mua thêm hai trứng rồi. Anh hàng xóm này á, là con của cái dì này á, thì hồi lúc trước mà tụi em ở Việt Nam á nha, là lúc đó dì có đi qua nhà, kiểu như là cũng muốn ai xài cũng làm mai hay là giới thiệu cho dì một người con gái Việt Nam để cho anh tìm hiểu này kia. Nhưng mà lúc đó thì tụi em không dám làm mai. Anh á thì đi làm bên nghề sắt, xong rồi kiểu như là lâu lâu mới về nhà. Hôm nay qua thì có anh ở nhà nè. Thì bình thường á là anh sẽ ở cái nhà bên hông, nhà cao cao sát bên hông nhà em này nè. Còn con trai của ảnh á là hai người ly hôn rồi, cho nên là đứa con trai á thì để lại cho ảnh nuôi. Còn vợ của ảnh thì ly hôn lâu rồi, cũng 10 năm rồi, cho nên là bây giờ thì con trai thì ở chung với bà nội ở đây.
còn cái nhà bên đó thì lâu lâu anh về thì anh mới mở cửa, cho nên là nhà bên đó lúc nào mình cũng thấy đóng cửa là vậy. À, em với lại sợ thì không có dám làm mai, cho nên là đợt đó gì qua cũng muốn ở Ý nhưng mà điều mình cũng ngại. Nói chung là làm mai nó cũng nhạy cảm nhiều vấn đề, cho nên là em cũng không có dám nhận lời. Trời bự quá trời bự luôn. Họ là chậu rồi má. Họ là quá chậu rồi gì. Không, mà chưa đau. Chưa sao xiển chỉ thiên. Xiển chỉ thiên là thiên chỉ thái lận là. Chưa sự hâu hậu là. Chưa sự hâu hậu là. Ơi, hậu đó. Bye bye nè. Hậu. À, bữa giờ trong xóm em nha, mùa đông á là hầu như là ít ai gặp ai luôn á. Bình thường anh thấy mùa hè hoặc là mùa thu á là thời tiết mát á là mọi người hay tập trung ở trước nhà đánh bài rồi đánh mặt trượt chung với nhau trước nhà là vui lắm. Cái mùa đông một cái là nhà ai nấy ở. Mấy gì hàng xóm thì suốt ngày ở trong nhà không chứ không có đi đâu hết trơn á. Nếu mà nhà bột bánh mà muốn dẻo không có bị cứng cái vỏ bánh á thì một bên mình làm bằng nước sôi, mình chia ra làm hai, một bên mình nhào bằng nước sôi nè, rồi một bên còn lại thì mình nhào bằng nước ấm. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên và trộn chung với lại nhau thì cái bột bánh của mình á nó sẽ không có bị khô cứng mà nó rất là dẻo. Mình cứ cho từng chút nước đến khi nào mà cảm thấy được á thì mình bắt đầu nhào. Mà trong lúc nhào mà tay mình cảm thấy bột nó còn khô á thì mình cũng nên cho thêm một chút nước nữa nha. Nhào đến khi thấy bột dẻo mịn thành khối như vậy á thì mình để đây quay ra làm nhân nha. À sao ơi. Nhớ là phải cho cái lượng dầu vừa đủ, chứ dầu mà ít quá thì cái bánh mình cũng bị khô. Sau đó thì nêm thêm một ít dầu hào, bột ngọt, muối với lại bột nêm 13 vị và đường cát. Cái này thì nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình, nếu mà thích ăn ngọt hay ăn mặn nha.
Xào hoa hoa. Xào hoa. Hô biên nè, trái hô biên nè. Trái ma hô biên nè. Khăn đau hậu quảng là. Chào, hậu ly hai đà mau mi. Khang là hậu khang chưa khẩn đến hậu xưa. Đây. Khai phang là ba ba. Em xí ra dân bà cô chú mình xem nhân bên trong nha. Chính thiên xiên là xạo, sử dị gió điện sâu. Bà đi chơi gian dĩ hậu. Thế hồi xưa. Em mời cả nhà mình nha. Đăng ra, lưỡi hồ phủ đi. Hồi xiên à. Thơm quá cả nhà ơi, ngon. Cái gì là cái lý biển xăng nè, ba ba. Lý đó. Nó khỏi luôn.就和这盒子真挺好吃，就是馅儿好吃，要么它这玩意好吃。嗯，还有清香味儿，没事吧？就搁到好吃了。嗯，真挺好吃。